người ấy hỏi em là tại sao em không đọc cái thông số lực Newton trên máy Wudong, thì thực sự đấy là một trong những cái thông số em thấy ảo nhất của những con Wudong. Mọi người mua máy, mọi người cứ trừ giúp em ở vài phần so với những cái gì nhà bán hàng người ta quảng cáo đi, để cho chúng ta dùng nó bền nhất. Xin chào cô chú anh chị, trở lại với kênh YouTube cửa hàng điện máy Thô. Đấy thì video này sẽ lên tóm tắt cho mọi người, tổng hợp cho mọi người về các cái mẫu máy Wudong, máy giết mở ốc ở bên em và cụ thể là hãng của Drama. Đấy thì có một cái cũng chia sẻ trước cho mọi người là nhiều người cứ hỏi em là tại sao em không đọc cái thông số lực Newton trên máy Wudong. Thì thực sự đấy là một trong những cái thông số em thấy ảo nhất của những con Wudong của hàng OEM, hàng gia công, hàng nhập của Việt Nam đi gia công bên Trung Quốc ấy. Thì cái lực đập trên máy bê tông in và cái lực siết Newton trên những máy Wudong nó rất là ảo, cho nên là em nghĩ là việc đọc nó cũng không giải quyết được nhiều. Ok thì sẽ đọc cho mọi người nhá. Đây, trên bàn đây thì em có đủ 4 cái mã Wudong đủ các size từ nhỏ đến to cho mọi người. Đấy, rất là đa dạng và để cho mọi người sử dụng nhu cầu khác nhau. Thì mọi người cũng lưu ý cho em là vì hàng đây là hàng Trung Quốc giá rẻ. Đấy, em vẫn nói đây rồi, đây là hàng Trung Quốc giá rẻ. Và thứ hai là lực thông số của nó cũng rất là ảo, cho nên là mọi người mua máy, mọi người cứ trừ giúp em ở vài phần so với những cái gì nhà bán hàng người ta quảng cáo đi, để cho chúng ta dùng nó bền nhất. Đấy thì đây là những cái bộ bu lông, có hai bộ bu lông thì anh em có thể sử dụng gia đình hoặc sử dụng làm sửa xe cũng được. Đấy, đây là sẽ bảo thân máy nhá. Còn pin thì mọi người có những cái sự lựa chọn khác thì mình sẽ tổng hợp pin ở phía sau. Đấy, con này nó là dòng bu lông của Drama này, con này mã của nó là 5188 này. Dòng bu lông này thì form nó khá là giống mấy cái tụi Hitachi nhái ấy. Đấy, nhưng mà mình thấy thì mạch con này ổn định hơn và nhông nhiếc cũng có vẻ là ok hơn. Đấy thì giá thân máy của con này chưa gồm pin sạc nhá là 450.000, chân pin Makita phổ thông. Anh chị có thể sử dụng pin nóng, pin Hoka, pin Deptong, pin Amax, pin gì cũng được, thậm chí là cả pin Makita chính hãng. Đây, những quả pin Makita chính hãng như này. Đấy thì con này thì lực siết theo như máy nó công bố là 330 N, thì anh chị nên sử dụng những cái ốc tầm 21, 22 đổ lại thôi. Đấy, những cái ốc xe máy hoặc là ốc các cái lồng máy giặt đấy là chơi được. Đấy, giá thành của nó rất là rẻ rồi. Đấy, tua những con này là có tua nhá. Hàng Trung Quốc bây giờ là người ta có tua nhanh rồi. Đấy, có tua có lực rồi. Đấy thì mọi người nhìn nhá, con này đầu bu lông nó là đầu rỗng, những cái dòng nhỏ nhỏ như này đầu rỗng. Cho nên là anh chị cắm mũi vít, mũi tôn trực tiếp vào. Đấy chứ còn ngoài ra cửa hàng bên em thì cũng sẽ tặng cho anh chị những cái đầu chuyển như này. Đấy, đầu chuyển từ bu lông sang vít để mình dùng bắn tôn nhiều ấy. Nhưng mà nói chung nó sẽ hơi lắc là chắc chắn rồi đúng không? Nó là phần cơ. Chứ nó không phải là phần đấy. Đấy, nó là phần cơ cho nên nó lắc là đúng rồi đấy. Thế còn nếu mà bắn vít nhiều anh chị nên sử dụng những con như này. Đấy, thân máy cũng tầm 450 thôi. Đấy, tua nó có, máy nó chuyên về bắt vít hơn, cò nó mượt hơn. Thế còn những con này nó thiên về mở bu lông. Đấy, thì con này mã của nó là 5178 này. Đấy, thân con này là 550.000 nhá. Đấy, cái form này khá là giống DWAT DCS805 đúng không? Hai con này thì thích hợp tốt nhất là dùng gia đình hoặc là dùng gara, nhưng mà gara xe máy đâu. Những con này thì sẽ không mở được ốc 24 ốc ngồi xe ga đâu, chắc chắn như thế nhá. Đấy, nếu mà ốc mà tháo ra mở lại nhiều thì mở được. Chứ nếu mà ốc zin hay là ốc đã xịn súng hơi thì rất khó để mở. Thế đấy, nói chắc chắn luôn anh chị. 21, 22 quay đầu là ok nhất. Đấy, tiếp theo thì hai cái mẫu bu lông to đây, hai cái mẫu này mới gọi là thông số nó sờ lờ nhất này, nhưng mà thị trường thì thằng nào cũng sờ lờ như nhau cả thôi. Đến tông ám mắt những thằng mà giá gấp đôi gấp ba nó cũng sờ lờ về thông số lực Newton thôi. Đấy, sờ lờ là cái gì thì anh chị tự hiểu nhá. Đấy, hai form này thì nó là form rất to, nó chuyên về bu lông cho nên đầu nó đầu là đầu đặc. Đấy, một con thì giá bình dân hơn. Đấy, con này nếu mà theo thông số thì nó ghi tận 1280 N cơ. Đấy, nhưng mà cái form của nó khá là giống những con mà 550 rồi tầm 600 N của những hàng như là Hoka, Deptong ấy. Đấy, nhưng mà thân máy con này giá trước là 720. Đấy, thì đợt video em thanh lý có 2-3 con thì em lỡ mồm thanh lý là 650 rồi, thì vẫn duy trì 650 cho anh chị. Đấy, cái con này thì nó mới ra này. Đấy, nó có một cái móc này. Đấy, nhìn khá quen rồi đúng không? Đấy, một số hãng bây giờ nó làm cái móc này rồi để anh chị dùng thao tác. Đấy, nó giảm được cái lực hơn, và cái thứ hai là con này cũng có chống rung ở phần dưới này. Đấy, tức là lúc mà bu lông búa đập ấy, thì nó sẽ giảm được rung. Đấy, thì cũng đầy đủ ba tốc đây. Thậm chí mạch nó còn viết cả chữ Nhật để tào lao luôn này. Đấy, cái form này thì thực sự nhìn rất là đẹp, nhìn rất giống mang cái hãng luôn. Đấy, nhưng mà nó là hiệu của Drama, hiệu giá rẻ. Đấy, phân khúc của nó là trên so với con màu đỏ hộp của nó này. XBT quá gì mà cái tài nhỉ, quá là tinh xảo luôn. Con hàng chính hãng nhá, nhưng mà chính hãng là OEM. Đấy, thì con này đầu bu lông đặc thì em có một video test rồi. Đấy, con này ví dụ như là mở ốc em siết khoảng ốc 32 trong 3 giây
và mở ốc 32 đó trong khoảng 2 giây thôi. Đấy, thì lực siết con này nó khỏe hơn rất là nhiều. Đấy, từ những cái cụm búa rồi từ mạch các thứ phân tích ra thì nó là thế này thế kia, nhưng chung quy lại nó vẫn là phân khúc hàng đầu giá rẻ. Đấy, nó thể luôn cho thế luôn cho nhanh, và bảo hành chính hãng là 6 tháng nhá. Mạch miết to lúc nào có sẵn thôi, kể cả những cái mẫu mới như này. Đấy, đối với cái những dòng như này thì tốt nhất là nên dùng bu lông thôi, anh chị đừng có ham gọi là chuyển qua bắt mít bắt tôn làm gì cả, cần cầm nó rất là nặng đúng không. Đấy, thì còn đây này, bắt lắp vào đây thì lắp được thôi, nhưng mà cầm nó nặng lắm, mình dùng đi làm gì. Đấy, còn ngoài ra thì có một số cái phụ kiện nhá, trước khi đi test hai cái dòng bu lông kia, báo giá thì báo giá rồi. Đấy, cái này thì em sẽ tặng theo này, cái này thì tặng theo này, lúc nào cũng có thôi. Đấy, lúc nào cũng có một cái tặng theo. Thế còn có cái đầu khoan chị nào thích khoan thì khoan. Đấy, một đầu mọi người mua cái đầu băng danh 10 ly và mọi người mua cái đầu băng danh 13 ly giá 10.000 mỗi cái. Đấy, cho nó gọn. Đấy, chả nhớ được bao nhiêu nhưng mà thôi cứ bán đồng giá 10.000 cho nó nhanh. Đấy, đây mọi người lắp vào, nó lòng ngoằng lắm, rồi mọi người lắp cái đầu khoan vào. Đấy, rồi mọi người đi khoan, nó rất là lòng ngoằng, không khuyến khích, nhưng mà nhiều anh chị thích thì cứ bán thôi cho nó đủ bộ thôi. Đấy, thì cái này là thêm 10.000 nhá. Thế còn là bộ khẩu này, bộ khẩu này giá thì thị trường nó rơi tầm khoảng 150-160 ấy. Đấy, thì bán cho anh chị là 120.000. Đấy, 120.000 bộ khẩu này là 10 món, chất liệu của nó là thép CRV. Đấy, và cán của nó là cán dài 7,8 cm. Đấy, thì nó sẽ luồn lách các thứ, luồn làm ốc tiếp các thứ hợp lý hơn so với khẩu càng ngắn. Đây này, càng ngắn này. Đấy, nó bằng một nửa thôi. Đấy, thì cái hộp này ai mua thêm thì em bán giá 120, còn nếu mà limit hiện tại thì vẫn là 150. Đấy, thì tùy theo mọi người thôi, ví dụ mọi người mua thân này 450 đúng không? Đấy, thêm cái này 120 là 570, thêm cái này nữa chẳng hạn 10.000 là 580. Còn tặng thêm tặng cái này rồi. Nhìn thấy quả móc này là anh em thấy uy tín rồi đúng không? Đấy, dòng bu lông rất là to, con này form nhìn quen. Đấy, ốc ô tô này thì chắc là phát một thôi. Gửi nhẹ cái ra. Đấy, gửi nhẹ cái ra thôi. Con này phải nói là form thiết kế quá đẹp luôn. Đấy, hàng giá rẻ của Drama nhá. Đấy, logo dập nổi đây này. Đấy, sẽ test tiếp cho anh em ốc 21, ốc ô tô nhá. Đấy, con này là đi bảo dưỡng rồi thì hãng người ta sẽ siết lại bằng súng hơi. Đấy, gần như một cò nó ra thôi. Đấy, phát ra luôn này. Đấy. Pháo này ra nhá, pin thì xem nhau đều dòng bốn lớp thôi. Thế tháo ra con to hơn này, bấm đây tháo luôn. Đấy, có chưa đến 3 giây thôi anh em, chưa đến 3 giây thôi. Đấy, con này thì lực nó rất là khỏe, còn nó thật luôn là hàng ông em bây giờ hết tông A Max, nhưng cái con mà giá nó gấp đôi gấp ba, con này thông số Newton nó ảo lắm. Cho nên là việc cái đọc thông số Newton này mình thấy nó cũng chả có ý nghĩa gì cả. Đấy, con này nó ghi 4280, con này nó ghi 1880, nhưng mà thực tế nó cầm con này thì nó rất khỏe rất là nhiều. Đấy, anh em có thể mở ốc xe ra, những cái ốc tầm 34-32 quay đầu là rất là ok rồi. Đấy, tại vì mua những hàng đầu như này thì nhất thông số nó ảm và giá nó rẻ, cho nên mình làm mình phải dư lực ra. Đấy, ví dụ như con ốc 24 mà mở xe ga đúng không, thì mình chọn những con mà nhà bán hàng quảng cáo nó mở ốc 27 đấy, cho nó dư lực đi. Đấy nhá, con bộ lông này đều có trong cửa hàng anh em nhé.